lên sóng được mấy tấm hình cho thôi. Đang ở phố đêm Hội An các bạn. Các bạn đến chơi của mình nha. Thử cao lầu Hội An nha các bạn. Đây là cao lầu Hội An. Cao lầu đó, nó to lên. Đấy, cho bên kia. Thì cứ để bên nó đi, cho nó sang đi, không quen chứ. Kẻ nhủ. Thì theo cháy mỡ. Chứ không biết nè, đúng là nó dân dân quẩn mà giờ thì... Cái này là câu đầu này. Đúng rồi. Đó, ai mang đi, tôi nhậm. Vô cô bán ăn trước đi. Anh đang biết không, anh cứ vô mỡ. Em, mẹ biết ôi mỡ. Khi nữa mà chụp ta máy bôi, cho trả công nha. Nhưng Linh là sướng nhất là có nhận lại, hôm qua mới, hôm qua về cũng bón rồi mới tiền đâu. Đi không bao giờ lỗ, không chỉ có lời cả lên. Nó dạy là thành quay hết. Đó. Cái cảnh này. Cô lầu nên đâu phải mì cuộn đâu có cái chi vậy chứ. Nó cô lầu rồi còn mì cuộn. Cho nó ăn nghe em mì cuộn. Bà xuống bà cứ thằng nó kêu nó sạch. Nếu bà đây cái sợi cao lầu. Thôi, đưa cho thằng cho bán đi. Cao lầu là các bạn, đây là đầu hũ ha. Đầu trên lầu. Đầu khô. Đầu khô. Miếng thịt heo chá xíu, thịt heo chá xíu và mì hoa. Đây là mì cao lầu, nó hơi khác mì thiều chút, nó giống như là nó giống như cái sợi bánh canh, mà sợi bánh canh chiên qua dầu, ăn với cả ớt nha các bạn, ớt khô, ớt xay khô. Rồi, cái này nữa. Xì dầu. Xì dầu thôi. Tương đem xì dầu. Vậy thôi, cao lầu đơn giản thế thôi. Có giá, dầu thì có giá. Dầu sống.